Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho Giáo hội Việt Nam một vị mục tử nhân hiền là Cha Phanxicô Trương Bưu Diền, là một Kitô hữu Cha đã sống, xứng đáng với ơn gọi làm con Chúa, với lòng tin son sắt, lòng cậy bên đỗ và lòng kính mến rát rào đối với Chúa, cùng với Giáo hội và với con người là một linh mục. Cha là hiền thân của Đấng Kitô, vì một từ tối cao đã tự nguyện hiến dâng mạng sống mình để đoàn chiên được sống và sống dồi dào. Là một tông đồ, Cha luôn thao thức loan báo tin mừng, Cha cũng là hoa anh của lòng Chúa xót thương và hay thương xót những người nghèo khổ yếu đau tội lỗi. Đặc biệt Cha rất thương yêu anh chị em lương dân và thương luôn chuyển cầu muôn ơn Chúa cho họ, khiến ai nấy đều quy mến chạy đến xin Cha, xin Cha giúp đỡ. Nhờ Cha nguyện giúp cầu thay, xin Chúa thương ban cho chúng con những điều chúng con đang khấn cầu, với niềm hy vọng sớm thấy Cha được vinh hiển trong hàng ngũ các thánh ở trên thiên quốc. Chiêu Nguyễn, con xin khấn nguyện Cha phù hộ cho chị con đi mổ lần này bình an, và một người chị nữa được hết bệnh đau bụng. Con xin tạ ơn. My Nguyễn, cầu xin Cha cho con của con được biết nói, được phát triển trí não bình thường như những đứa trẻ cùng trang lứa. Con tạ ơn Cha. Tạo Vũ, xin Cha khấn nguyện đến Chúa ban phước lành cho vợ và mẹ của các cháu được sức khỏe, mau sớm bình phục, vượt qua cơn bạo bệnh để sống vui vẻ cùng con cháu. Xin tạ ơn Chúa và Cha Trương Bửu Diệp. Tô Lê, cầu xin Cha cho con được khỏi bệnh, trí nhớ được hồi phục và đi đứng được bình thường lại như trước đây. Con tạ ơn Cha. Brandon Trần, cầu xin Cha cho con của con được nói chuyện bình thường và rõ ràng. Chúng con xin cảm tạ Cha. Nicky Nguyễn, Cha ơi, con tha thiết cầu xin Cha thương ban cho cháu con là Nhật mới 2 tháng tuổi. Cháu bị teo mật bẩm sinh, sắp tới ngày bác sĩ mổ cho cháu. Con thành khẩn xin Cha ban cho cháu được một phép màu nhiệm, cho cháu được sống khỏe và bình an. Con lại tạ Cha. Quyên Nguyễn, xin Cha cầu bầu cùng Chúa cho con gái con được bình an, khỏe mạnh và thoát được chứng tự kỷ. Con lạy tạ. Thu Đỗ, xin Cha cho chồng con được chữa bệnh, có kết quả tốt, cho anh con bớt đau chân và tâm hồn con được bình an. Con xin đội ơn Cha.
Hoàng Nguyễn: Thưa cha, con đang bị ung thư. Nguyện xin cha chưng bửu diệp thương con, cầu bầu cùng Chúa thêm sức và ban cho con ơn lành chữa bệnh. Con xin cảm ơn cha. Hồ và Phạm: Lạy Chúa, lạy cha, chúng con cầu xin Chúa và cha ban phước lành và may mắn cho chúng con trên con đường tìm kiếm đứa con đầu lòng của hai vợ chồng con. Chúng con xin đa tạ Chúa và cha. Hồng Vi: Con nguyện xin cha ban ơn đặc biệt tới gia đình anh Sĩ, mong anh được gặp thầy gặp thuốc và sớm được chữa lành bệnh. Cảm ơn cha. Khi đi Nguyễn: Con cầu xin cha ban phép lành đến với gia đình con, cho mẹ con bệnh tình thuyên giảm và sống thêm với chúng con. Chúng con cầu xin cha ban phép mầu nhiệm đến với gia đình chúng con. Hà Hoàng: Cầu xin cha ban phép lành cho con được bớt đau nhức tay chân và miệng, vợ con không còn đau nữa. Con cũng xin cha ban phép lành cho con trai của con và vợ nó có được đứa con đầu lòng. Con xin muôn vàn cảm tạ cha. Châu Nguyễn: Xin cha cho con khám sức khỏe được âm tính và không có vi trùng. Con tạ ơn. Minh Bùi: Kính xin cha cầu bầu cùng Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse ban cho con trai con ơn lành, tánh tình điềm đạm và bớt hung dữ với vợ con, hỗn hào với cha mẹ. Con xin tạ ơn cha. Chi Đỗ: Xin cha cầu cùng Chúa và Đức Mẹ ban cho mẹ con bớt sự đau đớn và được ơn chết lành. Con xin cảm tạ cha. Amen. Phương Lê: Lạy cha Phanxicô chương bửu diệp, con cầu xin với cha cho con được ơn lành khỏi bệnh và bình an khỏe mạnh. Con tạ ơn. Cha Diệp ơi, con xin cảm ơn Ngài, xin cha mãi chuyên cầu dâng lên Chúa nhân lành. Tạ ơn Chúa đã xót thương con. Cha Diệp ơi, dù con